Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với channel Invest và Travel của mình. Jason đang ở trên sân thượng nơi khách sạn mà Jason đang ở. Trời có vẻ như sắp chuyển mưa, các bạn cũng thấy đó, mây đen kéo đến, nhưng mà rất là mát mẻ. Buổi chiều ở Sài Gòn hầu như ngày nào cũng mưa cả, không biết phải bây giờ là mùa mưa hay không. Bây giờ Jason sẽ tranh thủ làm video cho các bạn. Hôm nay Jason muốn chia sẻ với các bạn một cách thức trade mà cũng rất là thú vị và cũng khá là đơn giản. Nếu các bạn trade lâu ngày trong thị trường chứng khoán thì các bạn đã biết có rất nhiều stock gọi là tương phản với nhau. Tương phản với nhau nghĩa là gì? Ví dụ như khi thị trường lên thì cái stock này đi xuống, và khi thị trường xuống cái stock này lại đi lên. Thì những stock đó là những stock gì? Bây giờ mình lấy ví dụ nha. Cổ phiếu TQQQ thì nhiều người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta đã biết. TQQQ nó bao gồm 100 công ty của nằm trong Nasdaq, là đa số là những công ty tech stock như là Tesla, Google, Amazon vân vân. Thì những công ty đó nằm trong cái ETF TQQQ. Thì đó là khi thị trường đi lên, stock TQQQ sẽ đi lên, chuyện đó rất là bình thường. Nhưng ngược lại, một cổ phiếu tương tự như vậy tên là SQQQ, thì khi mà cổ phiếu TQQQ đi lên thì cổ phiếu SQQQ lại đi xuống. Vì SQQQ nó là Nasdaq nhưng mà nó gọi là bear stock, thì nó đi ngược lại thôi, cho dễ hiểu nhất, nó là đi ngược lại với TQQQ. Khi thị trường đi lên thì TQQQ đi lên, khi thị trường đi xuống thì SQQQ lại đi lên. Như vậy thôi, cho nên các bạn chỉ cần canh những thời điểm market đi lên thì các bạn mua TQQQ, và khi những thời điểm nào mà market đi xuống thì các bạn lại mua SQQQ. Các bạn có thể coi như là luân chuyển hai cái stock này lặp đi lặp lại thì các bạn cũng có thể kiếm tiền rất là đơn giản. Những stock khác tương tự như vậy, về ví dụ như là semiconductor, là về làm chip, thì các bạn có SOXL. Thì SOXL nhiều người đã biết rồi, thì trong đó bao gồm hầu như là gần 40 công ty làm về semiconductor như là NVIDIA, TSM, AMD, vân vân. Thì những cổ phiếu trong SOXL khi thị trường đi lên thì nó đi lên rất là nhiều. Và cổ phiếu ngược lại là SOXS, thì khi thị trường đi xuống thì nó lại đi lên. Nói chung là khi cổ phiếu SOXL đi lên thì cái cổ phiếu SOXX lại đi xuống, đơn giản chỉ vậy thôi. Giống như hồi nãy TQQQ và SQQQ, thì các bạn có thể canh lúc nào các bạn thấy tin tức gì không tốt cho về semiconductor thì các bạn cứ vô mua cái cổ phiếu SOXS thì các bạn sẽ kiếm lời. Ngoài ra còn có rất là nhiều cái cặp stock bull và bear như thế này, chẳng hạn thêm một cặp nữa là TECL và TECS. TECL là công nghệ technology, và khi mà thị trường đi lên thì tất cả những tech stock đi lên thì TECL sẽ đi lên, và khi mà thị trường đi xuống, mấy cái tech stock đi xuống thì cái cổ phiếu TECS nó sẽ lại đi lên. Nó trái ngược như vậy thôi, cho nên các bạn cứ việc canh, mà khi nào mà tech stock đi lên thì các bạn mua TECL, khi mà tech stock đi xuống các bạn mua TECS, chỉ vậy thôi. Có rất nhiều những cái cặp bull bear như vậy, các bạn có thể nghiên cứu, các bạn có thể kiếm cho mình những cặp nào mà các bạn muốn trade. Thì mình không có nói các bạn nên mua những cái cặp này về lâu dài. Đây chỉ là cách đánh swing trade, là mua đi bán lại khi có lời. Cách này Jason cũng làm thỉnh thoảng, chứ không phải là Jason mua cái này để về long term. Tại vì những cái con stock về ETF, như các bạn đã biết rồi đó, ETF thì Jason làm video lần trước giải thích nó như thế nào. Cái độ risk của nó cũng khá là cao, cho nên không phải là những stock mình có thể mua về long term. Chỉ khi nào mà có cơ hội mình mua xong có lời mình bán là tốt nhất. Và Jason cũng muốn nhấn mạnh rằng cho các bạn, dù cho cổ phiếu nào có tốt cỡ nào đi nữa, các bạn lúc nào cũng đừng có nên dùng hết tất cả số tiền các bạn đang có để mà trade vào một cổ phiếu đó. Ok, cơ hội nó sẽ đến rất là nhiều lần, cho nên các bạn không cần phải dùng tất cả một số tiền khi mà có những cơ hội tốt trên thị trường. Alright. Theo mình biết cũng có rất là nhiều người trade hình thức này như thế này. Người ta ví dụ người ta mua một lúc TQQQ và SQQ cùng một lúc, sau đó người ta để cho cổ phiếu TQQ lên hết mức chẳng hạn, thì người ta lời, số tiền lời đó nó có thể cover cho cái tiền lỗ của cái SQQ trong lúc đó, thì người ta sẽ bán TQQ ra, và sau đó người ta chờ cho thị trường rớt xuống nặng thì người ta lời cái tiền SQQ, hoặc là quỹ vốn người ta có thể bán ra, thì lúc này người ta cũng đã lời gọi là hoàn toàn từ cả hai cổ phiếu đó. Nhưng mà hình thức này nó sẽ tốn thời gian, là tại vì khi mà thị trường lên thật là nhiều thì lúc này cái SQQ sẽ lỗ, thì nó cần thời gian để phục hồi bằng cách phải chờ cho market đi xuống lại.
thì thời gian bao lâu thì mình không biết, tùy vào mỗi thời điểm. Nhưng có những lúc khi nó lên rất là nhanh, rất là nhiều, và nó cũng thể xuống rất là nhiều và rất là nhanh. Thì các bạn chỉ cần theo dõi monitor thị trường thì các bạn sẽ biết kết quả mà thôi. Nói chung các bạn chỉ cần biết vận chuyển một chút xíu, theo dõi thị trường lúc nào nên mua TQ hoặc là lúc nào nên mua SQQ, hoặc là mua cùng một lúc rồi sell call, thì các bạn cũng có thể kiếm tiền rất là đơn giản. Nhưng các bạn phải làm nghiên cứu kỹ lưỡng TQQQ, SQQQ hay là SXL hoặc là SX là gì. Không phải cổ phiếu nào các bạn cũng nên đầu tư, không phải lúc nào các bạn cũng nên đầu tư. Các bạn cần phải lưu ý điều này, ok. Đầu tư lúc nào thì cũng được, nhưng mình cần phải biết lúc nào tốt, lúc nào không tốt. Alright, nếu như các bạn có gì thắc mắc thêm về cách thức đầu tư những cái cặp gọi là bull và bear như thế này thì các bạn có thể comment cho mình, mình sẽ trả lời những thắc mắc cho các bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn có thể giúp mình share, click like, comment vân vân, để cho nhiều người khác cùng biết đến và chúng ta cùng nhau học hỏi. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Nếu như chưa có subscribe thì các bạn hãy subscribe to channel của mình để các bạn nhận được những thông báo khi mình làm video. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay một lần nữa, và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.